mọi người, đổ trứng gà xuống nồi nước sôi. Đây mới là cách nấu trứng gà ngon nhất. Xin chào mọi người, mình là Tiểu Dư. Hôm nay giới thiệu với mọi người một món ăn nổi tiếng từng bị thất truyền. Rất nhiều người từng được thấy qua cũng như chưa từng được thử qua. Đập 6 quả trứng vào bát. Đổ một lượng nước có lượng bằng 6 quả trứng vào một bát khác. Mọi người lúc nấu trứng ở nhà luôn cảm thấy là quá nhiều dầu thì hãy thử cách nấu này nhé. Thái hành nhỏ ra. Cho vào bát trứng. Đánh trứng thế này là sai. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách các đầu bếp đánh trứng. Lúc đánh trứng phải nhấc đũa lên, như vậy trứng lúc nấu xong mới mềm xốp. Đánh trứng xong thì thêm gia vị, một chút muối, một chút tiêu khử tanh, sau đó tiếp tục đánh đều tay. Sau đó chúng ta bỏ lượng nước lúc nãy vào nồi nấu sôi. Sau khi nước sôi, chúng ta đổ trứng vào. Sau khi đổ trứng vào thì để nguyên. Đợi trứng ở đáy nồi đanh lại thì lấy muôi từ từ đẩy trứng lên tránh dính đáy. Đợi trứng đanh lại hết thì chia trứng thành những miếng nhỏ. Sau đó mở lửa to tiếp tục nấu. Nấu món này không cần dùng đến một giọt dầu nào. Khi nước sắp cạn hết thì xúc lên đĩa. Món trứng rán nước của chúng ta đã hoàn thành rồi. Thanh đạm, đầy đủ dinh dưỡng, phù hợp cả người già lẫn trẻ nhỏ. Thích thì hãy lưu về làm thử nhé.